Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Hiện tại thì MacBook Air 2020 đã có một mức giá rất là tốt rồi, chỉ hơn 24 triệu một chút thôi. Vậy thì bỏ ra hơn 24 triệu thì bạn sẽ nhận được những tính năng mới gì? Ví dụ như là bàn phím cắt kéo mới này, ổ cứng SSD nhân đôi này và một con chip thế hệ thứ 10 mới nhất. Tìm hiểu cùng mình trong video ngày hôm nay nhé. Mark One số 1 về Mac. Đầu tiên thì là về phần thiết kế, MacBook Air 2020 có một thiết kế giống y hệt như MacBook Air 2019, vẫn có một cái thiết kế nhôm nguyên khối chưa bao giờ là mất mốt. Vỏ của MacBook Air 2020 được làm 100% bằng nhôm tái chế giúp bảo vệ môi trường. Năm nay thì vẫn có 3 màu sắc đầy đủ là xám không gian, màu vàng và thêm màu bạc như hai bản tiền nhiệm trước đó. Như vậy, tổng quan về mặt thiết kế, MacBook Air 2020 sẽ dày và nặng hơn một chút so với MacBook Air 2019. Tuy nhiên, con số chênh lệch là không lớn. Điều này thì bạn có thể yên tâm sử dụng các phụ kiện của đời trước so với MacBook Air 2020 rồi nhé. Về phần màn hình thì máy vẫn được giữ nguyên kích thước là 13,3 inch với tỷ lệ 16:10, cầm theo tấm nền là LED backlit với công nghệ IPS. Độ phân giải của máy là 2560x1600 với mật độ điểm ảnh là 227 pixel, hỗ trợ hiển thị hơn 4 tỷ màu. Với độ phân giải này thì các chữ text sẽ hiển thị cực kỳ là sắc nét và rõ ràng, hình ảnh sẽ được hiển thị sống động và trung thực nhất. Cuối cùng là công nghệ True Tone, công nghệ này thì mình không cần phải nhắc quá nhiều nữa rồi, nó sẽ tự động điều chỉnh màu sắc để phù hợp với nhiệt độ và môi trường sáng xung quanh bạn. Màn hình True Tone này sẽ là một công nghệ khá là tuyệt vời cho những ai cần màn hình có hiển thị đẹp. Tuy nhiên thì nếu bạn có nhu cầu về thiết kế, in ấn hay là dựng phim thì bạn cần tắt cái công nghệ này đi, bởi vì nó sẽ có thể làm sai lệch màu sắc. Tiếp theo là về phần cổng kết nối. Để sở hữu một cái thiết kế máy mỏng như vậy thì MacBook Air 2020 cũng sẽ chỉ được trang bị hai cổng Type-C như đời trước thôi. Cổng kết nối Thunderbolt 3 cho một cái kết nối cực kỳ là đa năng. Bạn có thể dùng để xuất hình ảnh, âm thanh hay là video, truyền dữ liệu. Tuy nhiên cũng có thể sạc điện hoặc là kết nối với các thiết bị khác như là iPad hay là iPhone. Bên cạnh hai cổng Thunderbolt 3 thì các bạn sẽ có thêm một tắc cắm tai nghe audio 3.5. Vì cổng Thunderbolt 3 này sẽ giúp MacBook Air 2020 của các bạn có thể xuất ra được màn hình là 5K, 6K hoặc là có thể dùng eGPU rời thông qua cổng này. Theo Apple thì MacBook Air 2020 đầu tiên có thể xuất ra được màn hình 6K nhờ vào công nghệ phần cứng mạnh mẽ. Như vậy thì là không có một thay đổi gì so với đời trước. MacBook Air 2020 cũng sẽ chỉ được trang bị là hai cổng Type-C. Theo mình nghĩ thì sau này Apple cũng sẽ không trang bị một cổng nào trên MacBook Air nữa đâu, bởi vì là với một cái thiết kế mỏng như này thì cũng chỉ được tối đa là hai cổng Type-C thôi. Tiếp theo là về phần bàn phím và trackpad. Với MacBook Air 2018 và 2019 thì sẽ sử dụng bàn phím là Butterfly với rất nhiều lỗi trục trặc khó khăn cho người dùng. Thì năm nay, Apple đã chính thức trang bị bàn phím cắt kéo trên MacBook Air 2020 cao cấp tương tự như là MacBook 16 inch. Bàn phím ma thuật với cơ chế cắt kéo tinh tế với hành trình phím chỉ 1mm cho một cảm giác rất là êm tay. Vì sao thì nó được gọi là bàn phím ma thuật? Bởi vì đơn giản, nó có một thiết kế gần giống như là cơ chế trên Magic Keyboard được giới thiệu và bán kèm cùng với iMac trước đó. Các phím mũi tên chữ T được đảo ngược giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển các dòng mã lệnh hay là đoạn text. Bàn phím thì có đèn nền với các cảm biến ánh sáng xung quanh. Về trackpad thì được làm to hơn 20% so với MacBook Air 2017 trở về trước với công nghệ Force Touch đa điểm nổi tiếng. Bên cạnh đó thì Apple đã trang bị một số tính năng đa điểm nhanh trên trackpad nên là các bạn có thể dùng cái phần trackpad này thay thế cho chuột. Về phần thời lượng pin thì cũng không cần phải phàn nàn quá nhiều rồi. MacBook Air luôn là một trong những dòng MacBook có thời lượng pin tốt nhất của Apple. Với nhà sản xuất công bố thì sẽ sử dụng được tầm 11 đến 12 giờ sử dụng. Tuy nhiên với cái khả năng dùng thực tế của mình thì mình sẽ chấm điểm cho nó được tầm vào khoảng từ 7 đến cho 8 giờ sử dụng. Còn về hiệu năng thì máy được sử dụng con chip Intel thế hệ 10 mới nhất. MacBook Air năm nay thì sẽ có bao gồm là hai phiên bản, một phiên bản i3 và một phiên bản là i5. Phiên bản i3 thì sẽ đi kèm SSD là 256GB với bộ nhớ là 8GB. i5 thì sẽ là 512GB, đi kèm cũng là 8GB. Về phần giá thì mình đang tham khảo tại website của Mark One thì với cấu hình là i3 RAM 8 ổ 256 thì có giá là 24.990.000. Với phiên bản i5 ổ cứng 512 RAM 8GB thì có giá là 31.990.000. Vậy thì đâu sẽ là chiếc máy mà dành cho các bạn? Với những bạn mà có nhu cầu như mình, ví dụ là làm một số công việc văn phòng trên Word, Excel hay là PowerPoint và chúng ta có thể là sẽ lướt web nhẹ nhàng thì chúng ta có thể lựa chọn phiên bản là i3. Còn nếu mà những ai có cần một cái hiệu năng tốt hơn để chỉnh sửa ảnh hay là video ở mức nhẹ nhàng thì chúng ta cũng có thể tham khảo chiếc phiên bản i5. Ngoài con chip Intel thế hệ 10 ra thì Apple năm nay cũng đã trang bị một phần RAM rất là đáng lưu ý trên MacBook Air 2020, cụ thể là với DDR4X cho một cái khả năng tiết kiệm điện và hiệu suất cao hơn.
Tuy nhiên thì với cấu hình cơ bản thì sẽ là 8GB RAM, các bạn muốn nâng cấp lên 16GB thì phải nâng cấp lên một cái phiên bản là cao cấp hơn. Tuy nhiên thì RAM sẽ được hàn chặt với lại bo mạch chủ, vì vậy nên là chúng ta không thể nào mà có thể nâng cấp được RAM ở bên ngoài. Ok, trên đây là mình đã giới thiệu qua cho các bạn về MacBook Air 20 đang có một cái mức giá đang rất là hấp dẫn rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy ghé Mac One để bên mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn chi tiết về chiếc máy này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.